Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về hình tượng tiếng đàn trong bài thơ Đàn guitar của Luca. Tiếng đàn là một hình tượng văn học đã được nói đến trong rất nhiều các tác phẩm. Nó được gợi qua những cách so sánh, ví dụ như là so sánh tiếng đàn với tiếng hạc, tiếng đàn với tiếng suối, tiếng trời đổ mưa, tiếng gươm đao xô xát. Và thậm chí nó còn được liên tưởng với các hiện tượng thiên nhiên như ánh sáng, nước mắt. Đây là một hình ảnh đẹp, vừa có tính nghệ thuật, lại vừa là một biểu tượng để gợi cho chúng ta thấy những tư tưởng lớn của tác giả. Vậy trong bài Đàn guitar của Luca, hình tượng tiếng đàn nhằm nói tới điều gì? Chúng ta hãy cùng đọc lại những câu thơ có hình tượng tiếng đàn trong bài thơ. Những tiếng đàn bọt nước, li la, li la, li la. Tiếng guitar nâu, bầu trời cô gái ấy. Tiếng guitar lá xanh biết mấy. Tiếng guitar tròn bọt nước vỡ tan. Tiếng guitar dòng dòng máu chảy. Không ai chôn cất tiếng đàn. Tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đáy giếng. Chuyện xưa tích cũ kể rằng bá nha đàn chỉ có người tiểu phu là Tử Kỳ thấu hiểu nỗi niềm cao sơn lưu thủy. Nên khi Tử Kỳ mất thì bá nha khóc mà đập đàn không gảy cho ai nghe nữa. Từ câu chuyện này chúng ta chợt thấy được nỗi lòng của Thanh Thảo với cả những tiếng đàn của Luca. Luca là nối khúc tri âm để chọn tiêu đề cho bài thơ mà Thanh Thảo đã viết, Đàn guitar của Luca. Và cũng khác với chuyện xưa, khi tiếng đàn sở hữu của Luca vẫn trường tồn cùng thời gian như một thông điệp về tình yêu, tự do, vẻ đẹp cuộc sống, bất chấp cái chết vượt trên bạo tàn. Để một nhà thơ Việt Nam khi nghe được những âm giai li la bất tận ấy đã viết tiếp những vần thơ ca ngợi một người tài hoa, một chiến sĩ đấu tranh cho tự do như Garcia Lorca. Như vậy tiếng đàn ở đây đã trở thành một biểu tượng của sự sống tâm hồn của Lorca, lan tỏa giữa không gian tự do tuyệt đối, thức chỉnh lương tri và làm lòng người mê đắm. Tiếng đàn ở đây là tiếng đàn của những âm giai, là sự rung ngân của tâm hồn. Đó là niềm tự hào, là phần hồn của đất nước Tây Ban Nha, nhưng đồng thời là biểu tượng cho tình yêu của Luca với đất nước Tây Ban Nha, với con đường nghệ thuật mà tác giả đã theo đuổi. Không phải một lần Luca viết về đàn guitar, ông đã viết nhiều. Ví dụ trong bài Đàn guitar, Luca đã từng nói: tiếng than khóc của đàn bắt đầu, những ly thủy tinh bình minh bị tan vỡ. Tiếng than khóc của đàn bắt đầu, hãm thanh vô ích, không thể nào tắt được. Ở đây, rõ ràng nhà thơ Thanh Thảo đã nắm bắt được tình yêu với đàn guitar của Luca để viết lên bài thơ Đàn guitar của Luca. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu rõ hơn hình ảnh tiếng đàn trong bài thơ này. Hình ảnh tiếng đàn đã được tái hiện với những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Đầu tiên trong câu số 1, đó là hình ảnh những tiếng đàn bọt nước. Ở đây rõ ràng tác giả không trực tiếp miêu tả âm thanh tiếng đàn mà tập trung miêu tả qua một thế giới tưởng tượng và cảm xúc. Nói về tiếng đàn mà dùng những từ không miêu tả trực tiếp. Ví dụ như là ở đây, đó là hình ảnh bọt nước. Và ở những câu thơ sau còn là những màu nâu, hình tròn và bằng một loạt hình ảnh thoạt nhìn tưởng không có mối liên hệ gì. Ví dụ bầu trời cô gái ấy, lá xanh biết mấy, dòng dòng máu chảy, cỏ mọc hoang. Tất cả những hình ảnh ấy tạo lên một sự giao thoa lạ lùng mà đầy gợi cảm giữa âm thanh và hình ảnh. Hệ thống hình ảnh mà Thanh Thảo sử dụng để gợi lên tiếng đàn guitar của Luca đó là một hình ảnh có sức gợi vô cùng lớn. Nó cho thấy bức tranh về cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có sức ám ảnh lạ thường. Ở trong câu số 1 này, ta thấy khi nói những tiếng đàn là tác giả đang miêu tả âm thanh. Thế nhưng tiếng đàn bọt nước lại là hình ảnh. Ở đây, tại sao tác giả lại dùng bọt nước để nói về tiếng đàn?
Phải chăng ở trong đấy, tác giả đang thể hiện cảm nhận rất riêng của mình về tiếng đàn? Bọt nước trong tự nhiên, nó được tạo thành bởi sự tác động của bên ngoài mặt nước, do sự xô đẩy của những lớp sóng, hoặc do sự vận động từ tầng sâu đáy nước. Nó có thể xuất hiện liên tục, song cũng có thể là sự tồn tại mong manh ngắn ngủi. Đó là một hình ảnh thị giác gợi tới sự hữu hạn mong manh, phù du trôi nổi, cũng như âm thanh tiếng đàn. Ở ý nghĩa vật chất, cái tồn tại trong một khoảng hữu hạn của thời gian vang lên rồi tắt đi. Và cũng như đời người, hiện diện rồi tan biến mất. Đây là liên tưởng đầu tiên về tiếng đàn của Loca và cũng là một liên tưởng lạ lùng độc đáo, gợi nhiều ám ảnh. Nhất là khi đặt nó trong mối quan hệ với cuộc đời của Loca. Một cuộc đời thật ngắn ngủi, hy sinh khi mới 38 tuổi và vô cùng đau thương. Ông ra đi khi chưa hoàn thành khát vọng đấu tranh và chưa đi hết con đường sáng tạo nghệ thuật. Ông bị bắt, bị giết chết, rồi ném xác xuống giếng để phi tang. Trong liên tưởng của Thanh Thảo, hình ảnh Loca và tiếng đàn Loca đã nhập vào bọt nước, hiện diện thành bọt nước, mong manh và ám ảnh. Ở những câu tiếp theo, ta thấy hình ảnh âm thanh của tiếng đàn được gợi lên với cụm từ li la, li la, li la. Đó là âm thanh của tiếng đàn mà tác giả dường như muốn tái hiện lại sống động. Nó gợi lại hợp âm tiếng đàn giàu chất nhạc vô cùng. Và hợp âm này không chỉ xuất hiện một lần mà còn nó có sự xuất hiện liên tục cả hai lần. Nó như là một cái bản đàn cứ len lỏi vang lên trong toàn bộ bài thơ. Vì thế, nó là một chuỗi âm thanh ngẫu hứng song đầy sao xuyến. Hai lần chuỗi âm thanh này xuất hiện đều tạo lên những điểm nhấn làm nổi bật hình tượng tiếng đàn. Lần thứ nhất, nó vang lên trong một không gian lãng đãng, ngân nga. Đồng thời, đó còn là một không gian dữ dội của đấu trường chính trị, đấu trường nghệ thuật ở xứ sở Tây Ban Nha. Lần thứ hai, nó vang lên như những dư âm không dứt của tiếng đàn, những dư ảnh không tan về sự sống. Lila ở đây còn để nhắc tới một loài hoa nữa, đó là hoa tử đinh hương. Hoặc có một ý kiến khác nói rằng lila ở đây là tên của hoa lưu ly. Có một câu chuyện kể rằng có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Một hôm, cô gái thấy một bông hoa màu tím bên bờ sông rất đẹp. Chàng trai muốn hái bông hoa tặng người yêu, nhưng không ngờ chàng trượt chân ngã xuống dòng nước chảy xiết. Trước khi chìm vào dòng nước, chàng nói lại với cô gái rằng "Forget me not". Từ đấy, "Forget me not" có nghĩa là hoa lưu ly, trở thành tên của loài hoa ấy. Lila, 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 điệp ngữ lặp lại 3 lần liên tiếp như một chàng hoa tím thanh tú nhân loại dâng tặng đến Loca. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tiếng đàn bất tử của ngài đâu. Không bao giờ quên bóng một kỵ sĩ đơn độc đã khuất nơi cuối chân trời. Ở vị trí mở đầu và kết thúc của bài thơ, chuỗi âm thanh này góp phần hoàn tất hình tượng tiếng đàn như một sự sống mãnh liệt mà mơ hồ, kiêu bạc và lãng đãng, ngân vang da diết mà lặng lẽ, để gợi mở những cảm nhận, hình dung, thậm chí là những ấm ảnh về một hình tượng khác, hoàn chỉnh và trọn vẹn hơn, hình tượng Loca. Từ đấy chúng ta tiếp tục đi vào những câu sau để tìm hiểu hình tượng tiếng đàn. Tiếng đàn đã được miêu tả như thế nào? Tiếng guitar nâu, bầu trời cô gái ấy, tiếng guitar lá xanh biết mấy, tiếng guitar tròn bọt nước vỡ tan, tiếng guitar dòng dòng máu chảy. Nếu ở trong câu 1, tiếng guitar được miêu tả với hình ảnh bọt nước, thì ở câu số 13 đến 18 này, ta thấy tiếng guitar được miêu tả với màu nâu và được miêu tả với cả hình ảnh bầu trời với cô gái nữa. Nâu ở đây có thể là màu của vỏ đàn, màu của đất đai, quê hương hay là màu da của cô gái mà Loca đã yêu. Song gắn với hình ảnh bầu trời cô gái ấy thì tiếng guitar có thể là âm vang, là màu sắc của tình yêu,
tiếng guitar đã chứa đựng trong nó thế giới những rung động, tình yêu say đắm. Lạ là ở chỗ âm thanh tiếng guitar lại mở ra một khoảng trời, một phần đời sống riêng tư với tình yêu dành cho cô gái ấy. Nghĩa là nó đã chứa đựng cái phần của cuộc sống riêng tư, dạo dực, say mê. Đồng thời thì đó còn là nỗi niềm hướng tới cả quê hương nữa. Tiếp theo, màu guitar lá xanh mà lại là lá xanh biết mấy. Câu cảm làm cho chúng ta thấy hình ảnh lá xanh ấy gợi lên một cái gì vô cùng ngạc nhiên. Nó giống với hình ảnh màu xanh mướt của khu vườn trong bài thơ Đây thôn vĩ dạ của nhà thơ Hàn Mạc Tử. Màu xanh ấy là màu xanh của thiên nhiên tươi tắn, là màu xanh của cỏ cây với cuộc sống tự nhiên. Lá xanh biết mấy còn là sắc xanh làm xao xuyến lòng người. Vì vậy, âm thanh của tiếng đàn gắn với hình ảnh lá xanh là tiếng guitar mang màu xanh của sự sống và niềm thiết tha khắc khoải với sự sống. Nhưng bên cạnh đấy, tiếng đàn còn gợi đến hình ảnh bọt nước. Lại một lần nữa bọt nước xuất hiện ở đây, nhưng đó là bọt nước đã vỡ tan để rồi dòng dòng máu chảy. Hình ảnh của tiếng đàn ở đây đã được tái hiện với hình khối rất là rõ rệt. Nó tròn, gợi sự hoàn tất, thế nhưng nó lại vỡ tan, gợi sự mất mát. Và phải chăng chúng ta thấy ở đây hình ảnh của tiếng đàn vỡ tan và dòng dòng máu chảy gợi lên biết bao nhiêu đau đớn khi sự sống của Luca bị chấm dứt một cách đột ngột. Tiếng guitar dòng dòng máu chảy ấy là tiếng guitar đầy tính chất đau thương và bi tráng. Âm thanh tiếng guitar là giai điệu, là sự sống của tâm hồn. Máu chảy dòng dòng gợi sự hủy diệt tàn bạo và vết thương đau đớn gợi sự sống đang bị hủy diệt tàn bạo nhất. Đây là cách liên tưởng rất táo bạo, khác hẳn với kiểu liên tưởng của Nguyễn Du. 4 giây nhỏ máu, 5 đầu ngón tay. Hình ảnh của Nguyễn Du gợi ra ngón tay bật máu đến khi dạo khúc cao trào của bản nhạc, nhưng đồng thời cũng gợi ra nỗi đau ướt máu của người chơi đàn. Vì trong liên tưởng của Nguyễn Du, tiếng đàn là phương tiện biểu hiện nỗi lòng. Tuy nhiên, khác với điều đó, trong bài thơ của Thanh Thảo thì Thanh Thảo đã liên tưởng bản thân tiếng đàn là một sự sống, một sinh thể cũng bị tổn thương và chảy máu như chính con người. Đây cũng là một cách liên tưởng rất tự nhiên và tất yếu từ cuộc đời của Luca. Luca đã bị bắn, bị chết, giết chết một cách tàn bạo rồi ném xác xuống giếng. Song quan trọng hơn, cách liên tưởng ấy của Thanh Thảo còn cho thấy một quan niệm của nhà thơ. Đó là quan niệm về nghệ thuật. Tiếng đàn của Luca là một yếu tố về nghệ thuật. Và tiếng đàn ấy, nghệ thuật ấy đã phản ánh cuộc sống. Hấp thụ vào nó cái phong phú của cuộc sống thì bản thân nó sẽ trở thành một sinh thể có sự sống, có linh hồn. Như vậy, tóm lại, từ câu số 13 đến câu số 18, ta thấy tiếng đàn ở đây dạo dực tình yêu, cháy bỏng khát vọng tự do, trong trẻo và mãnh liệt với một sức sống căng tràn, nhưng đồng thời cũng là tiếng đàn vỡ ra thành thân phận con người đầy đau đớn. Từ câu 19 đến câu 20, tác giả đã tiếp tục miêu tả tiếng đàn. Không ai chôn cất tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Có hai câu thôi, thế nhưng nó đã gợi lên biết bao nhiêu điều về nỗi tiếc xót cho hành trình cách tân nghệ thuật giang dở của người nghệ sĩ Luca. Đồng thời, nó còn gợi lên niềm tin vào sự bất tử mà nghệ thuật Luca đã sáng tạo nên. Cụm từ không ai chôn cất tiếng đàn có thể hiểu theo nhiều cách. Cách thứ nhất là không ai trân trọng tiếng đàn. Thế nhưng ở đây chúng ta nên hiểu theo cách thứ hai. Đó là tiếng đàn không thể chôn cất được bởi nó là một giá trị tinh thần. Sự tồn tại của nó vượt ra ngoài mọi giới hạn vật chất. Đặt bên cạnh cách so sánh tiếng đàn như cỏ mọc hoang thì chúng ta thấy rằng tác giả rõ ràng đang thể hiện sự trân trọng với tiếng đàn, coi tiếng đàn trở nên bất tử. Có chút xót xa nghẹn lại, song đó cũng là tái khẳng định không kẻ nào có thể chôn được tiếng đàn kỳ diệu. Một khi máu của chủ nhân tiếng đàn đã thấm vào lòng đất, đã truyền một năng lượng mới,
để bật lên từ lòng sâu thẳm ấy những mầm sống mới. Tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Câu thơ Thanh Thảo là một sự sáng tạo độc đáo khi nhận ra đặc tính sinh học của âm thanh. Lối so sánh tạo lên một sự kết hợp âm thanh, hình và nó còn gợi lên cả sự kết hợp với hình ảnh thiên nhiên một cách rất bất ngờ, tạo liên tưởng về sự sống mãnh liệt như cỏ, hồn nhiên hoang dại như cỏ của tiếng đàn. Ở đây, có người cho rằng cỏ là một hình ảnh bình dị. Tuy nhiên, thì cỏ ở đây, trong suy nghĩ của Thanh Thảo, lại là một biểu tượng nghệ thuật đáng trân trọng. Ông rất thích hình ảnh cỏ, đến nỗi ông đã lựa chọn cái tên Thanh Thảo, có nghĩa là cỏ xanh, làm bút danh thay cho tên thật của mình. Cỏ đã trở thành một ám ảnh nghệ thuật thường có mặt trong những bài thơ của Thanh Thảo, và nó nhằm nói tới một sức sống mãnh liệt. Ở đây, cỏ so sánh với tiếng đàn, nhằm ngụ ý nói tiếng đàn không chết. Nghệ thuật của Loka, tinh thần của Loka không mất đi, mà đã làm cuộc hóa thân vĩ đại vào thiên nhiên, gợi một sức sống mãnh liệt, hoang dại, không gì ngăn cản được. Nó vừa là chứng nhân, vừa là một tri âm với người lãng tử trong khúc du ca. Trong trường hợp này, tiếng đàn là một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt vẫn tiếp tục. Đồng thời cũng có thể hiểu đây là lời đối thoại của Thanh Thảo với Loka. Loka mong muốn được chôn cùng với cây đàn. Thanh Thảo không phải không đồng tình với ước nguyện này. Thế nhưng, ông đã mở rộng được khẳng định rằng cây đàn của Loka có thể chôn cất, thể xác của Loka có thể vùi lấp, song tiếng đàn và tấm lòng của Loka sẽ được trân trọng đón nhận và lưu giữ, bởi tiếng đàn ấy mang trong nó một sức sống vẫy gọi để kết nối mọi cá nhân trong khát vọng vươn tới sự tự do và sáng tạo. Đây cũng là một triết lý về nghệ thuật của Thanh Thảo. Nghệ thuật nằm ngoài mọi quy luật của sự băng hoại, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết. Như vậy chúng ta thấy, thông qua một loạt các hệ thống hình ảnh, Thanh Thảo vừa gợi ra một bức tranh cuộc sống muôn màu vẻ của người nghệ sĩ, vừa gợi được sự vận động của hình tượng tiếng đàn trong cuộc sống từ thực thể tồn tại ngắn ngủi mong manh đến một thực thể hội tụ trong nó muôn sắc màu của sự sống và cuối cùng trở thành một sinh thể, một sức sống rất là mãnh liệt. Từ hình tượng tiếng đàn này mà chúng ta nghĩ về cuộc đời Loka cũng như những công lao mà Loka đã để lại cho cuộc đời.